Hôm nay cô đã chuẩn bị những chiếc hộp thần kỳ. Bên trong những chiếc hộp này có những hình vẽ quen thuộc. Chúng mình cùng nhau củng cố bài học ngày hôm nay bằng cách: khi các con mở được hình ảnh nào, các con hãy vận dụng những kiến thức đã học thật nhanh, sử dụng chấm, nét lặp lại để trang trí hình vẽ đó trong 20 giây. Chúng mình cùng nhau vượt qua thử thách nào. Các con đã sẵn sàng chưa? Cô sẽ mở hộp quà đầu tiên, hộp quà màu tím, xem có gì bên trong nào. Wow, là hình ảnh con bướm. Chúng mình có 20 giây để dùng chấm, nét lặp lại để trang trí con bướm. Các con hãy chuẩn bị. Bắt đầu. Chúc mừng các con đã hoàn thành thử thách và nhận được hai cái kẹo dễ thương ở hộp quà này. Chúng mình sẽ mở hộp quà thứ hai, hộp quà màu xanh. Cô rất hồi hộp, không biết bên trong là gì nào. Là hình ảnh bông hoa. Các con hãy dùng 20 giây để trang trí bông hoa nào. Thời gian bắt đầu. Chúc mừng các con đã hoàn thành thử thách và nhận được tích cơ siêu đáng yêu. Chúng mình sẽ mở hộp quà cuối cùng, hộp quà màu vàng. Cô sẽ mở hộp quà này. Wow, là hình một cái cây. Chúng mình cùng nhau hoàn thành thử thách. Thời gian thử thách bắt đầu. Chúc mừng các con đã hoàn thành thử thách cuối cùng. Chúng mình xem chúng mình sẽ nhận được quà gì trong hộp quà này. À, chúng mình đã được gắn huy chương vì đã hoàn thành thử thách này. Vừa rồi, chúng mình đã ôn lại bài học bằng một trò chơi rất thú vị đúng không nào? Cô khen các con rất nhiều vì đã dám vượt qua thử thách ngày hôm nay.